rồi phi đô mới sao con kể đi thì tính ra là nếu mà bạn hàng là bây giờ thì thấy đâu là chồng em nào em biết là em đang lấy rất là nhiều số năm ở trong này không hay em tao mày làm đây đi anh cứ làm trùng chân xuống hết mức này là bằng đó cái cảm giác ấy giống như hồi nhỏ mà mới là mấy cái đi xem cái nhạc rồi á chó này giờ nhớ lại cái cảm giác mình đang nhớ lại cái giọng luôn à tính lấy mình nhường cho cô em thấy cái lần vậy thôi chứ không thấy ai chơi nhưng mà tổ chức bị chiếm rồi bị chiếm rồi trời ơi tự nhỏ giống như chơi mày biết đánh ra mày là đứa lùn nhất rồi. Mày còn chưa coi được cái tiết mục nào đâu đó, mày 9 giờ mày đi về đi. 10 giờ là tao coi được một tiết mục. Tao cũng đi có lần. Khi mà mày đứng không? Thôi giờ mày đang nghĩ chỗ nào có mày kêu nó kêu xuống. Ở trang được rồi mấy má trang lên đứng thi luôn đi cái chỗ nãy nó trang ơi mười là ta kết thúc rồi. Nhưng mà tôi muốn ở lại chơi thêm biết được. Không, mình lấy con cá điện ra là chỉ làm đi chứ không biết làm thì đi ra coi cho tao lên. Méo xuống. Mẹ đi mà nói chuyện bây giờ. Nói lại nữa rồi. Tao ở lại đi nè. Tao đã thông tư tưởng với gia đình tao rồi. Ăn bánh tráng nữa hết. Đi làm mà đi làm. Không bước vào một sự âu lo nào cả. Má ta hề lúc mà đứng ơi quên gì mà đứng kiểu này bảo khang nó cũng thấy thì bảo khang á uống mấy bảo khang hả đây mày có điên không ta nói rồi đấy bảo khang nó cao nó cao 1m8 rồi nó cao 1m8 rồi nó cao mà tao học lớp 6 lớp 7 chứ mấy đâu có thải nữa bớt giỡn đi má gần 1m8 rồi mấy cái vô thầy con Sài Gòn Times Square Times Square đó chơi bóng đá hơi biết cô hôm nay nó đi đâu vậy cô chung với cụ thiếu cho hôm nay đừng có nên kéo dài cái bị ra hồn chứ bụng không thôi rồi má nó giật cầm tao chứ ai hẹn được chồng mày ai hẹn được mày thấy không tao đứng kia tao thở không nổi rồi chen chin vô chi nữa chắc nãy giờ hả cái quạt nó nát luôn rồi đó chớ kia đi con bỏ vô bịch cho mẹ đi mày khó chịu vô thường quá à mày đi về nhà đi một bình mẹ mà ăn hết nguyên cái hộp bánh quế rớt rồi hả đổ rồi hả cầm bỏ vô mẹ ơi tao cao 10m nữa là tao cũng sống tụi
ăn xong tao mới ừ rồi bỏ vô nè mày biết tao mà nặng một đu tao cao tao nâng tao quay lên mày thấy ăn thật nhiều vô để mà đua cái gì bằng phải gì. Xin chào các bạn Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Một năm 2017 sắp kết thúc, mở lối đến những cuộc hành trình đầy biến động trong năm 2018. Nhưng chắc chắn rằng không một buổi tiệc nào lại có thể thiếu đi âm nhạc, đúng không nào? Chúc xin bác tạo nên những điều kỳ diệu, đưa ta đến những nơi mà chỉ có trong trí tưởng tượng của các bạn. Hãy hòa mình để những âm thanh này thức tỉnh những con tim đang sôi lên ngoài kia. Và rồi đêm nay, tất cả chúng ta có thể hòa làm một. Và bây giờ, hãy cùng chào đón sự xuất hiện của DJ producer Eddie Jones. Thấy thấy thấy, đâu người ra đây.